đại yêu tung cước đá bay tên sắc sống lao tới tấn công vũ phong nhặt được cái mạng đem về vũ phong ôm lấy đùi to của hắn mà gào khóc chủ nhân cô chính là phụ mẫu tái sinh của ta sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho cô suốt đời mấy bộ xương khô bị đá bay đi nhanh chóng hồi phục đám âm hồn này có thể tiêu trừ được linh khí linh khí tấn công cũng không có tác dụng thạch mi bị tấn công bởi ba con xác sống khác cô hét lên cứu với còn đang bỏ chạy thì chân đi giày cao gót bị vấp phải hòn đá ngã sóng xoài chĩa mông về phía ba tên xác sống cơ bọn chúng làm gì còn con dao nào mà hại người chứ bị vấp ngã mấy con xác sống kia nhanh chóng bổ nhào đến thạch mi hứa vô chu không đứng nhìn cậu vận sức hét lên với đám xác sống tránh ra ta có ba bít bổ nhào đến cậu đấm một cú đám xương kia vỡ vụn từng mảnh vô chu vừa dùng khí huyết để tấn công có hiệu quả liền bảo hai người bọn chúng sợ khí huyết mau dùng để phòng ngự đi nghe theo lời của hứa vô chu hai người vũ phong nhanh chóng dùng khí huyết tạo thành một tấm khiên màu đỏ bao quanh lấy bốn người trước thứ khiên này một con thây ma tò mò bạo gan muốn nếm thử Cơ vừa chạm vào thì tiếng xèo xèo khói bốc lên, ảo thật đấy xương khô mà cũng biết đau luôn ạ. À. Đại yêu hỏi Vô Chu, sức mạnh khí huyết có thể đánh tan được những thứ này, lẽ nào bọn chúng là ma thật sao? Điều này thì ta cũng không rõ, nhưng phải nghĩ cách để ra ngoài mới được. Vô Chu quay ra nói với Thạch Mi, cô có thể mở được thông đạo không? Thạch Mi đáp lại là không được, mở thông đạo không thể bị ngoại vật làm phiền được. Nghe thế tên nhát gan Vũ Phong lại càng rên rỉ to hơn, đại yêu mắng hắn ta, bớt phí lời đi bính khí ngưng thần cô quay ra hứa vô chu nói hứa huynh mau nghĩ cách gì đi cứ tiêu hao sức mạnh khí huyết như vậy thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết ở đây mất lời nói của đại yêu như thức tỉnh được hứa vô chu vậy sức mạnh khí huyết sao có thể quên được chứ luân hồi uyển ngưng cho tiểu ra ngay tức thì luân hồi uyển tràn đầy khí huyết phun ra hứa vô chu điên cuồng sử dụng chúng nhìn cảnh trước mặt mấy người ba chấm hỏi chấm không biết là chiêu gì đám xương khô thiểu năng thì càng không thể nào biết được rồi vô chu sau khi hấp thu khí huyết thì tràn đầy sức mạnh mà nói chẳng phải chỉ là sức mạnh khí huyết thôi sao tiểu ra đây có thừa, nói rồi cậu nắm chặt tay lại đầy sát khí, tung một chiêu đến đám xương khô còn đang chấm hỏi kia, đám hồn ma bọn ngươi yên nghỉ đi. Hàng loạt những tia khí huyết mạnh mẽ bắn thẳng đến phía đám xương khô, dính chiêu tên nào tên đấy bắt đầu tan rã ra, cả đám trong chớp mắt trở thành cát bụi hóa hư vô, trước khí huyết hùng hậu của Hứa Vô Chu, đại yêu vô cùng kinh ngạc khó tin, nếu như không lầm, thì chỉ có duy nhất kiếm si Trần Kinh Hồng mới có thể đạt tới trình độ này, đúng là đã coi thường người khác rồi. Không ngờ tư chất trời sinh của hứa vô chu lại mạnh như vậy một chiêu thổi bay mọi thứ vũ phong lại xách giấy lên xin chữ ký hứa huynh đẹp trai quá chỉ trong một chớp mắt đã đánh bại lũ yêu quỷ này rồi xin ký tên cơ mà để đánh tan được thì đống dịch thể khó khăn lắm mới chữ được trong hắc quản đã vơi hơn nửa vũ phong muốn về nên đã hỏi thạch mi đám yêu quái đó đều bị dọa chạy mất rồi chúng ta giờ có thể về rồi chứ đương nhiên là có thể rồi nhưng mà hứa vô chu đột nhiên dừng mọi người lại nhìn quả cầu màu đỏ kỳ lạ trên đất vô chu tò mò đây là thứ gì cái này hình như là dấu vết để lại sau khi tiêu tán của đám yêu quái đó bên trong hình như có khí huyết đại yêu yêu nhận ra đó chính là nguyên huyết vô chu tò mò nguyên huyết là cái giống gì chứ đại yêu giải thích nguyên huyết tương truyền là máu của trời đất vạn vật là máu đầu tiên máu sơ khai nhất là nội ẩn đại đạo ngoài ra lấy huyết là mặt trời huyết vân long trác còn có thể ngưng tụ khí huyết của quỷ chính là báu vật của trời đất không ngờ đám yêu quái đó lại có bảo bối như vậy lần này thắng to quá rồi có được vật này rồi thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều Vô Chu đột nhiên lại có lòng tốt xoẻ nguyên huyết ra mà nói, không được Thạch Mi, ở đây thực lực của cô kém nhất, cái này để cô dùng trước đi, Thạch Mi vội đẩy lại mà nói, công tử hãy dùng đi. Không có công tử chúng tôi cũng không đến được đây, Đại Yêu và Vũ Phong cũng đệm lời của Vô Chu, ta đồng ý với Vô Chu, ở đây chắc còn nguyên huyết khác, không thể chỉ có một cô hãy mau nhận lấy đi, mọi người nói đến thế thì Thạch Mi cũng đành nhận lấy, các vị đúng là người tốt, ta cảm tạ tổ tông 18 đời nhà các vị, tiểu muội này thật là hễ kích động lần lại vù vù ào ào hấp thụ nguyên huyết vào trong cơ thể một cảm giác thật là dô mốt sức mạnh của thạch mi đã tăng lên đến hậu thiên ngũ trọng cảnh rồi nguyên huyết này thật lợi hại ừ lợi hại thì lợi hại ôm chặt lấy vô chu làm gì cơ chứ cảm ơn bằng cái khác là được rồi hai người kia lại nghĩ bậy bạ hai quả bưởi kia cứ dí thẳng ngực của vô chu ép a lâu năm mà cả vô chu ngay lập tức ca thần thông tinh huyết phun trào nghiện còn ngại vô chu giả ho vài cái rồi nói được rồi bình tĩnh chút còn có người khác ở đây tiếp theo chính là vì nguyên huyết đuổi theo truy sát đám yêu quái kia Dự định này thì Vũ Phong sợ rồi lại phải đối mặt với quỷ, Vô Chu đầy hào hứng tiên phong dẫn trước mấy người chạy thẳng vào hang, một lúc sau khi hành xử, bốn người đang ngồi túm tụng đầu lại chia đan, người một ta một người một ta hai, chia một lúc thì lại thành người một ta ba, Vũ Phong phát giác ra điều kỳ lạ vỗ vai Vô Chu nói, đợi đã hứa huynh sao huynh lại chia cho mình càng lúc càng nhiều thế. Ngay lập tức Vô Chu đứng dậy diễn, khí huyết của ta cần ngưng tụ lại để bắt đám yêu quái đã tiêu hao quá nhiều, nên ta lấy nhiều, không phải là lẽ đương nhiên sao đúng là bì ổi mặt dày vô liêm sỉ quá mà cũng đúng mà có sai đâu cơ chứ thạch mi phan cứng vô chu tiếp lời ta thấy hứa công tử nói rất đúng hứa công tử nên nhiều một chút có người đứng về phía bản thân vô chu vỗ vai vẫn là thạch mi hiểu ta không làm ta đau lòng như hai bọn họ phân chia cũng đã xong rồi bốn người tiếp tục di chuyển về phía trước không chừng cẫn còn có được nhiều đồ tốt khác nhìn bàn tay bằng xương kỳ lạ vô chu có chút sừng sốt đây chính là huyết hải là một biển máu lớn đây mới là hình hài mà bên trong ưu huyệt địa ngục có đó nhìn bộ xương trước mặt đại yêu càng thêm phần kinh ngạc hơn, đó chính là đạo tông chủ hơn 6.000 năm trước, nghe nói năm đó bị thiên lang bất tử và hoàng kim thiền cắn trộm, một tay ông ấy chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất, hai đầu khổng lồ đó liền chấn áp được minh nguyệt và địa ngục, vũ phong ló ra từ cặp giò trắng hồng mà thốt lên, lẽ nào truyền thuyết đó là thật, không ngờ đạo tông tông chủ đã chết, mà vẫn có thể nhờ vào khí thế của tấm thân tàn còn lại, chấn áp được hai đầu tuyệt thế đại yêu lâu cả ngàn năm như vậy, thật làm người ta tâm phục không hổ là tuyệt thế cao thủ cả một thời đại dài nhiều người sùng bái đạo tông tông chủ quả thật lợi hại đúng thế lợi hại quá vô chu vẻ mặt tham lam mà nói vậy chắc chắn trên người ông ấy có rất nhiều thứ đáng giá đại yêu ngờ vực hỏi vô chu ngươi sẽ không làm gì dại dột chứ nhìn ta giống như sắp làm gì dại dột sao các ngươi thử nhìn xem tay trái của hài cốt này theo lời hứa vô chu ba người đưa ánh mắt nhìn theo hướng mà cậu chỉ chiếc nhẫn đó có thể là do thất thái lưu ly vô cùng quý giá được làm thành đó giá trị tuyệt đối không thể xem thường vô chu nhìn mà thèm khát không thôi nếu có thể lấy được xuống thì để cho hắc quản nuốt lấy nó, nhất định có thể chuyển hóa thành rất nhiều năng lượng khí huyết, đúng là tham lam quá lộ rõ cả ra bên ngoài rồi, thạch mi bảo với vô chu, công tử, nếu công tử muốn lấy nó sao không đến đó tháo chiếc nhẫn ra lấy xuống, đại yêu vội bác bỏ, không được, nếu kinh động vào thi hài đạo tông tông chủ, có thể làm khí huyết trên thân thể còn đang chấn áp yêu quỷ của ông ấy bùa vây, đến lúc đó chúng ta chỉ có chết thôi. Vũ Phong tán thành ý kiến khoác lên vai của vô chu, đại yêu yêu nói đúng lắm, hứa huynh thi thể của đạo tông chủ này chúng ta tốt nhất là chớ có đụng tới nếu như thực sự xảy ra chuyện gì hối không kịp vô chu phẩy tay của vũ phong đáp lại dô ta chỉ tiện mồm thế thôi đừng cho là thật ta thực sự là không thể có được trách nhẫn đó cơ mà với bộ dáng uy tín mà nói thế thì ai tin cho được vô chu gào lên trong mắt các người lẽ nào ta lại là người không cần cả mạng sống của mình sao dù sao trước mặt cũng là huyết hải vô biên chúng ta qua không nổi xem ra lần ưu huyệt địa ngục này sắp kết thúc rồi vũ phong lại bơm kích ái cha tiếc quá cũng không biết huyết hải vô biên là cái gì, có biết nhiếp tiểu tình không? Thạch Mi hỏi Vô Chu có phải bây giờ là lúc phải mở đường trở về không? Vô Chu đồng ý dù sao thì cũng chẳng có thứ gì để lấy, mang theo phiền lòng Vô Chu thở dài, ai ra, không lấy được cái nhẫn đó cảm giác như mất đi mấy tỷ vậy, đúng như vậy được ước thấy mong muốn của Hứa Vô Chu thành thật, chiếc nhẫn trên xương tay kia tự dưng lay động, trước ánh mắt của Hứa Vô Chu nó từ từ rơi xuống, Vô Chu lập tức hét lên, chuyển động rồi, chiếc nhẫn đó đúng là tự chuyển động rồi nhưng đấy là chỉ có hứa vô chu nhìn thấy chứ mấy người khác ai thấy đâu tất cả cùng đưa ánh mắt nghi ngờ mà nhìn hứa vô chu diễn giải nhất oscar cũng không diễn giỏi bằng hứa huynh cậu thật vô vị quá cậu định nói đạo tông tông chủ đã sống lại không vô chu chỉ tay bảo mấy người ta không lừa các ngươi không tin tự xem đi chiếc nhẫn đó không sáng rực nữa rồi liên tiếp là những điều kỳ lạ chiếc nhẫn đó bay thẳng đến hướng của hứa vô chu trước sự ngỡ ngàng hai người đại yêu và vũ phong bây giờ thì tin rồi chiếc nhẫn đó đúng là bay lên thật rồi không phải là đạo tông tông chủ sống lại chứ vô chu nghi ngờ chẳng có lý do gì mà chiếc nhẫn tự bay được cả trừ khi là luân hồi uyển chiếc nhẫn này rốt cuộc có ma lực gì sao có thể tự động làm luân hồi uyển tự hút lấy nó chiếc nhẫn bay vút qua vũ phong hét lên mau bắt lấy nó nhưng mà chiếc nhẫn này cũng quá kỳ lạ rồi có thể thành công né được hết hai người vũ phong và đại yêu trực tiếp hướng thẳng đến hứa vô chu cậu sợ hãi đưa tay lên che đỡ trước mặt là thay là không hề có đòn công kích nào cả chiếc nhẫn tự động đeo lên tay của hứa vô chu bầu không khí trở nên tĩnh mịch 5 giây, tiếp theo sẽ là ồn ào, mấy người há hốc mồm vừa kinh ngạc lẫn sợ hãi, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Vô Chu đổ mồ hôi chỉ vào chiếc nhẫn nói, ta nói là chiếc nhẫn tự bay vào ngón tay ta các ngươi tin không? Đương nhiên là điếu rồi, Vũ Phong hắn tin cái nịt ấy, cái gì mà tự bay vào ngón tay của Vô Chu mà không phải của hắn? Ba người đang ồn ào thì Thạch Mi chỉ tay về phía Hải Huyết mà nói, các người mau nhìn phía trên hình như có gì đó sai sai, ba người cũng ngay lập tức phản ứng nhìn theo hướng của Thạch Mi chỉ, trên trần hang động xảy ra dị tượng phía dưới huyết hải cũng cùng lúc phản ứng lẽ nào là có biến sắp ập tới không đúng là phong ấn đã được giải trừ lang bất tử đang từ từ thoát ra khỏi phong ấn nó gầm to một tiếng phá nát chút phong ấn mỏng mang cuối cùng âm thanh này mang theo lực đạo cực lớn khiến cho cả bốn người bịt chặt tai đại yêu hét lên không được thi thể của đạo tông tông chủ sắp bị đạp nát thiên lang bất tử đã đập tan phong ấn rồi mau mở đường về đi ta sắp không chịu được nữa rồi không được không có âm bách tôi không còn sức lực gì nữa không mở được trận môn, trước áp lực thế này tiếp tục hẳn sẽ là không được. Nghĩ rồi vô chu đưa tay đến đầu rú của Thạch Mi mà nói, Thạch Mi ta sẽ giúp cô, gian nan tiền hành, khí huyết như lô, thẳng tay vô chu nhấn thẳng lên công tắc dịch chuyển. Sau khi ấn công tắc một quả cầu tròn bắt đầu tỏa ra xung quanh, cơ mà lực của hứa vô chu đang không ngừng chảy vào cơ thể của Thạch Mi, cô ấy đã mạnh hơn nhưng sắp không chịu nổi nữa rồi. Vũ Phong nhìn hình ảnh đến xịt cả máu mũi chỉ dùng hành động để cổ vũ, đại yêu nhìn không nổi đạp cho Vũ Phong một cái, lúc nào rồi còn dở trò háo sắc con mắt của thiên lang bất từ nhìn bốn người nó xuất đi một luồng khí đen hòng bắt mấy người tên ngu đần vũ phong này đúng là nói chuyện suối mà chưa gì đã chết với chóc vô chu quát lên tất cả im mồm cho ta hôm nay không ai chết ở đây hết vô chu quát lớn như vậy vũ phong ngậm miệng lại không nói thêm một câu nào nữa xem như ấn công tắc như vậy là đủ lâu rồi hứa vô chu quyết định ngưng lại quả cầu đang tiếp tục lan rộng bao lấy bốn người thạch mi cố gắng kết trận môn trận môn hoàn tất cả bốn người lập tức được truyền tống đi trong nháy mắt mau là vừa kịp lúc con yêu lang kia bổ nhào xuống nếu chậm thêm chút nữa sợ là mạng sẽ không còn mất, vừa thoát khỏi sự phong ấn suốt 6.000 năm, cuối cùng thì thiên yêu lang cũng đã trở lại tự do, xem ra tiếp theo sóng gió sẽ không ngừng ập đến, đám người đạo tông lần này quá nguy hiểm rồi. Trận đạo truyền tống Vũ Phong rơi từ trên trời xuống bằng vận tốc nhanh, sợ hỏng đi khuôn mặt đẹp trai Vũ Phong lật người lại để tiếp đất bằng đích, ô không là một tư thế tiếp đất đầy ngầu lòi và đẹp trai, Vũ Phong tự đắc, cao có tí thế này sao mà làm khó được ra ra ta còn định bốc phét tí nữa thì dầm một cái khiến cho hắn nằm bẹp dưới đất ba người hứa vô chu sử dụng hắn để làm cái đệm thịt đúng là đen đủ đường chứ đâu ai như hứa vô chu tay ôm ấp nữ nhân thế kia vũ phong này số quá nhạo khi mà người bị thiệt luôn là hắn ta ha ha mình là hm review view truyện tranh hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất tập 75 đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi